Ủy ban Nhân dân phường Hòa Phát tổ chức ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong đợt cao điểm này, công an phường, các lực lượng chức năng tập trung đề phòng, ngăn ngừa, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm về cho vay nặng lãi, ma túy, cờ bạc, trộm cắp, cướp giật, tình trạng buôn bán và vận chuyển sản xuất trái phép các loại pháo, kiềm chế tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm, giải quyết các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, nhằm huy động các tầng lớp nhân dân tham gia phát hiện tố giác tội phạm tại khu dân cư, góp phần thực hiện chủ trương 4 an của thành phố. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã tiến hành tuần tra xử lý trên các tuyến đường chính ở địa bàn phường.